Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Đức Tính hiện đang có mặt tại một hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Mỹ An. Hiện tại ở đây có một cái gia đình có hai cha con, nhưng mà người cha thì bị tai biến nằm một chỗ, rồi người con cũng nằm một chỗ luôn quý vị. Nghe nói là cháu của ông có chồng ở xa, thấy bệnh của cha và ông như vậy thì như là bế tắc, cho nên là trở về chăm sóc cho ông và cha. Chứ thật sự thì nhà có hai cha con mà nằm một chỗ hết. Con chào ông. Ông phải ông Út không ông? Hả? Ông phải ông Út không? Đấy. Dạ. Ông bệnh sao? Bệnh gì lâu quá rồi. Trai là cũng 8 năm rồi. Dạ hen. Ông giờ khỏe không? Đi không được. Đi không được hen. Dạ. Bệnh bao nhiêu năm không nhớ luôn hen. Dạ. Dạ, ông năm nay cho con hỏi ông mấy mươi tuổi rồi? Dạ. Dạ dạ dạ. À. Mừng thọ 90 tuổi. Dạ. Cái này không dám quên lâu. À, năm 2020 vậy là năm nay chứ ông 93 tuổi. Dạ. À, 93 tuổi. Vậy là ông ở đây với ai? Mình. Mình hả? Ừ. Con nghe nói nhà ông có con nữa mà. Ông cháu. À, vậy là cũng có cháu hen. Dạ. Chứ đâu phải mình. Dạ. Dạ. Có ai ở nhà không? À, có con cháu không có nhà không? À, chào em. Chào anh. À, em là cháu của ông đây, ông dạ, Út hả? Em cháu của nội em. À, cháu nội. Dạ, cháu nội. Cháu nội rồi thấy ẩm con đây, có nghĩa là có chồng rồi. Dạ, mẹ là con gái em. À, vậy em có chồng ở đâu? Dạ, em có chồng ở Cà Mau á. Cà Mau rồi mình ở đây hiện tại ở đây là sao, là có nghĩa em là em về đây em lo cho ba em bệnh nằm chỗ á. À dạ. Có nghĩa là về đây lâu chưa? Em về đây từ lúc ba em bệnh nay cũng 5-6 tháng rồi. À, có nghĩa là trước đây 5-6 tháng thì cha em làm công việc gì? Dạ, ba em chỉ đi dặm lúa rồi với em làm mướn ruộng cho người ta. Chào em này là sao? Chào, dạ đây là em gái của em, nhà phải hai chị em gái. À, hai chị em gái. À, dạ. Có nghĩa là bé này có làm gì không? Dạ, bé này còn đi học. Đi học hả? Dạ. Học lớp mấy rồi? Dạ. Gái? Dạ, em học lớp 8. Lớp 8 hen. À, có nghĩa là còn đi học thì dạ, cũng không có phụ giúp gì được, ngoài cái chỉ là việc nhà thôi, chứ còn kiếm dạ, tiền rồi thì không có được. Như vậy thì ủa, mình vậy là bên chồng mình ở ngoài kia, mình ở về đây dạ, được không? Dạ được, tại vì ở bên chồng em cũng có mẹ chồng em cũng đi xe lăn á. Nói chung ra chồng em thì lo bên chồng em thì lo bên đây. Có nghĩa là bên chồng em cho phép em về đây dạ, để nuôi cha. Dạ đúng rồi. Ở đây là cái căn nhà của mình. Dạ đúng rồi. Ở đây có một cái tấm này, có nghĩa là gần đây có dạ bà của em mất nay 2 năm rồi. 2 năm hả? Dạ. À. Vậy căn nhà thì nền đất. Mình đó, ở đây có ruộng vườn gì không em? Dạ không. Không ruộng vườn gì hết. Dạ không. Căn nhà này sao thấy cái thiết kế thấy này giống nhà tình thương vậy? Dạ hồi đó nhà nước cho ngày xưa á anh. À, dạ, nhà nước cho thì cũng như nhà tình thương rồi. Dạ. Cho lâu ở chưa? Ở trên đây thì nói chung ra là để trang trí thôi, chứ giờ không ai dám đụng tới, đụng là nó sập luôn. À, có nghĩa là xưa cho là cho nhà sàn phải không? Dạ. Nhưng mà không dám ở. Dạ. Lâu quá rồi ha. Còn mấy cái bọc này là ba cái nước mưa dòng gió rồi cái nó đóng qua cái nước ở đây nè. Ủa vậy là dột hả? Dạ dột. Dột cho căn nhà mũ lum chưa nè. Dạ. Chỗ của nội em dột, chỗ của ba em cũng dột luôn. À. Vậy là căn nhà tình thương này cho lâu chưa nhớ không? Dạ cho lâu rồi, lúc 2000. Năm 2000. À, vậy là cha em trong kia hay vậy? Dạ. Để em vô chổng thăm cha coi. Dạ, ông dạ, nào đây hen? Con vô hỏi thăm dạ, hỏi thăm chú coi. Ủa tó này ai đi em? Dạ, cái này hai là hai cái tó dưới hả? Dạ của ba em. Cái này người ta cho. À. Dạ. Kiểu nãy ba em nằm chỗ rồi. Chào chú. Dạ chào chú. Chú bệnh sao chú? Dạ, tôi bị hoại tử khớp háng với thoái hóa xương sống chú ơi. Thoái hóa xương sống và tử khớp háng. Dạ. Như vậy con thấy có hai cái tó đây, chú còn đi được không mà có tó? Dạ cái đó là hồi còn đi được á. À. Dạ. Là cách đây bao lâu? Dạ cách nay cũng hơn năm. Vậy là một hơn năm trở lại đây là nằm luôn. Dạ dạ. À. Đó. Như vậy là cái nhà này nếu như mà gái này có chồng dạ, thì chỉ còn chú với ông trước thôi. Dạ. Với em gái của em. À, với em gái. Dạ. Mà như vậy chú ngã bệnh hồi khi nào? Dạ hồi tháng 2 trước. Tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch năm rồi.
Dạ, năm nay nè. Là ăn Tết xong là bệnh. Dạ, ăn Tết xong rồi 2023. Không, ý nói là bệnh lúc giai đoạn trước còn đi tối được á. Dạ, dạ rồi. Lúc trước ba em đi tối là ba em bệnh 3-4 năm rồi. À, 3-4 năm. Nói chừng mà ba em đi khám bệnh là phát hiện là bác sĩ nói là nó bị hoại tử xương khớp rồi. Đi không được luôn là tháng 2 tới giờ. Dạ, đúng rồi. Ừ. Căn nhà mình thì là một cái căn nhà tình thương ha. Dạ. Mấy cái chỗ đây mà che che vậy là mưa giọt dữ lắm. Ừ. Nhà này cất chắc lâu rồi hả chú ha? Dạ lâu rồi chú. Dạ. Chết mồ không rồi bây giờ chú bệnh như vậy rồi cái kinh tế gia đình mình sao chú? Chú không đi làm được rồi sao? Thì giờ tôi cũng nói chuyện với chú và tôi cũng sống nhờ tấm lòng của bà con. Dạ. Dạ tiền cơm gạo rồi cũng. Bà con ở xóm đây ha, là bà con dòng họ mình? Dạ bà con ở xóm. Mà xóm ha. Dạ mạnh thường quân làm hảo tâm rồi vậy đó chú. Dạ. Dạ. Đó, chứ giờ đâu có cơ thể chú giờ cũng như là lực bất đồng tâm. Dạ, mà bà con dòng họ mình chắc cũng có hỗ trợ chút ít hơn chú. Dạ cũng phải có chứ. Dạ. Đâu không có được mà điều có cái cũng phần nào thôi chú. Dạ. Đó. Vậy là giờ kinh tế không còn làm gì ra tiền luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi em về đây thì nuôi chỉ là chăm sóc cha với ông nội thôi chứ đâu có làm gì được nữa. Đi làm cũng không hề hết. Ừ, nội chăm sóc hai người bệnh thôi thì hết thời gian rồi. Dạ. Rồi gái này thì đi học buổi sáng hay buổi chiều? Dạ buổi sáng. À buổi sáng. Cho tham quan nhà xíu ha. Dạ đúng rồi. Đi ra sao rồi. Mấy cái tủ lạnh này sao không thấy ghim điện chưa hả? Dạ cái này cũng kiểu như người ta hư người ta không có xài nên cho mình đựng đồ nãy kia. Ờ vậy hả? Dạ chùa cho á. À, cho mở được không? Dạ được. Ờ à, không có chạy. Chạy tủ hư ha. Dạ. Rồi bên đây. Đây thì vẫn chạy bình thường. Ờ, chạy được cái tủ này. Dạ. Tủ này mình mua hen. Dạ. Cái tủ này cũng cô hồi nãy cho. Cô Tư kén bên hả? Dạ. À cô Tư cho hả? Rồi, còn ghi đây cái toilet, còn đây thì cái giường nữa. Dạ. Rồi vậy hết rồi. Thì nói chung là giờ cái này ai mới cho lập lại hả? Dạ cái này cũng có cái chú ở sớm thấy mưa gió bão dột quá rồi nhà toàn là gái chứ nít không rồi cái chú thương chú cho tô anh đồ cắt đỡ. Vậy là trước khi lợp này thì nó chắc nó tan nát luôn quá. Trời ơi, mỗi lần mưa mới gọi em nói anh rồi là đồ ăn không đậy kịp là khỏi ăn, nó rớt ba xét xuống. Ừ. Dạ. Thì cũng mới cho được mấy tôn đỡ. Đỡ đi. Còn ở trên đây là thôi khỏi nói luôn rồi, mưa cái gọi là ba em nằm né vô trong đây thôi. Ừ. Dạ, nó dột lắm. Vậy là ông ở trước thì ông bệnh bao lâu rồi hả chú? À, mười mấy năm rồi chú. Ông thì bệnh mười mấy năm? Dạ. Dạ. Thì trước đây là chú làm gì chú nuôi ông? À, đi dậm lúa, nhổ cỏ rồi kia nọ vậy chú. Dạ. Đập bờ, đánh đường nước. Dạ, có nghĩa là làm thuê tự do. Dạ, dạ. Thì tôi, chú nãy chú cũng ra cái sao là đất tôi tới mộ bà già rồi sao chú giờ chú thấy đó. Dạ. Rồi có tới đó lại cái lộ này rồi. Vậy là không có ruộng đất gì hết, dạ, chỉ có cái nền thôi. Dạ, dạ. Rồi con mẹ em mẹ dạ, ba mẹ em đi thân 5-6 năm nay rồi. À. Dạ. Ly thân hay là ly dị? Dạ, ly thân. À ly thân. Mẹ sống chỗ khác rồi hen. Dạ. À sống ở chỗ khác không ở đây nữa. Như vậy là gia đình mình hầu như là bế tắc về kinh tế luôn. Đúng rồi. Bế tắc về kinh tế. Thì còn sức khỏe thì hầu như cũng cũng cạn kiệt. Dạ. Nằm một chỗ. Như giờ ba em vậy là đỡ chứ lúc mà ba em mới bệnh rồi là ăn cháo ăn hai muỗng không nổi. Ừ. Vậy là con xin lỗi chú thứ mấy tên gì có thể. Dạ tôi thứ sáu chú kêu tôi bằng anh đi tôi còn nhỏ xíu tuổi à. Nhiêu tuổi mà nhỏ? Mới 54 à. 54 hả? À, kêu bằng anh đi. Kêu anh ha. Dạ. Đang làm lớn tự nhiên tuột xuống nhỏ vậy. Vậy anh còn ăn uống gì được không? À, ăn uống thì nó ngay bữa thì ăn cũng được chén cơm. Chén cơm thôi. Dạ, bữa ăn chén cơm thôi. Bữa một chén. Còn có bữa nhất gọi là nghỉ ăn. Nhất là hổng ăn hổng. Rồi thuốc thôi. Men sao chú? Ủa anh? Dạ thuốc thì ví dụ 10. Bà con người ta cho tiền đó đi chú. Dạ. Rồi mua uống. Đó. Là mình có bảo hiểm không? Có bảo hiểm mà đâu có ngồi xe được chú. Ngồi không được rồi sao thì, mình đi xuống dưới lãnh được. À. Thì ba của anh... Bảo hiểm đó là bảo hiểm mình mua hay là bảo hiểm nhà nước cho? Dạ. Nhà nước cho. Dạ. Nếu mà nhà nước cho thì mình phải có sổ hộ nghèo chứ. Cái này nó cho nhà tôi 4 thành viên mà nó cho có mình tôi à. Dạ. Cho có bảo hiểm của mình tôi à.
Rồi. Còn con tôi là không có. Rồi. Rồi có bảo hiểm mà thôi do nằm chỗ không đi bệnh viện được, cũng không lên thuốc được luôn. Dạ dạ. Rồi. Vậy là để đó phòng hờ thôi. Dạ đúng rồi, để phòng hờ vậy thôi chứ giờ ngồi xe ngồi cũng không được. Rồi con thấy ở trước có chiếc xe là chiếc xe gì của ai? Dạ chiếc xe của tôi là chú. Cũng có bà chị Vinh Mạnh Thường Quân á. Dạ. Rồi bả vô đây bả thấy vậy cho bả mua cho chiếc xe để đó. Dạ. Bây giờ nói chung là cũng trời mưa rồi, trời nói chuyện chắc mọi người cũng không nghe được. Dạ. Con ghi hình nè. Dạ. Mưa ồn lắm không nghe được. Dạ. Thì thôi con cũng ngắn gọn lại ha. Dạ. Thì hôm nay đến đây thăm gia đình của anh. Dạ. Trời ơi, nãy kêu ông chú mà sửa lại anh cái nó lộn xộn hoài. Dạ. Thì cũng có dân ở địa phương này nè cũng chia sẻ nói khổ lắm, nhờ vô ghi hình giúp giùm. Dạ. Dạ thì cũng dân địa phương đây cũng gần gia đình mình. Dạ. Thì cũng biết gia đình mình khổ khó khăn. Dạ. Thì thôi bước đầu tiên á thì em đến đây thì cũng không có cái gì nhiều. Dạ. Chỉ có 500.000 đồng. Dạ. Để chia sẻ đến anh để làm cái nhịp cầu nối. Dạ. Nghĩa là gieo duyên với Mạnh Thường Quân. Dạ, dạ. Để khi mà đăng cái video này lên mà có Mạnh Thường Quân nào xem được á. Dạ. Mà có thương đến gia đình mình rồi có giúp chi. Dạ. Thì em lại trở lại mang đến gia đình mình ha. Dạ dạ. Dạ bước đầu tiên thì em xin trích ra 500.000 này của chị hai em. Dạ dạ. Dạ chị hai tập quá để chia sẻ khó khăn đến gia đình mình. Dạ. Chú nói là tôi cũng cảm ơn chú. Dạ. Cũng cảm ơn cô Thành quá cũng giúp đỡ cho gia đình con. Thì anh cũng nói thiệt với chú là ông già anh là Võ Văn Cầm. Dạ. Còn anh thì Võ Quốc Thanh. Dạ. Tại hỏi ông không nhớ ông bệnh hồi nào. Dạ. Ông còn sáng suốt không anh? À, cũng như hồi dày hồi khác vậy. Dày khác ha. Cho nên hỏi ông không nhớ. Dạ. Dạ. Thì thôi bây giờ là do mưa rồi, nói chuyện mọi người cũng không nghe được. Dạ. Thì thôi cái video này tóm tắt bao nhiêu đó, tại vì cái hoàn cảnh thì cũng biết được rồi. Dạ. Địa phương đây cũng chứng minh được là mình của gia đình khó khăn. Dạ. Như nội dung của trong video nãy giờ chia sẻ. Thì thôi em tóm tắt nội dung bao nhiêu đó rồi em xin phép về ha. Dạ, em dạ. Còn đi một hoàn cảnh với cậu ảnh nữa. Dạ. Dạ. Em cũng cảm ơn chú cũng nhiệt tình đối với gia đình anh. Kênh kết nối nhân tâm. Ừ. Rồi thôi chúc sức khỏe anh ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cố gắng mình vượt qua ha. Dạ. 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 Rồi chào. Nãy em cái giờ tụt xuống con luôn rồi. Dạ. Ông này xuống đô, ông này xuống dạ, heo. Dạ. Rồi chào hai con. Dạ. Đi ra nói chuyện ông chút xíu nữa đây. Này tả hay gì? Dạ, này tả cho ông mỗi. Tả này mua lận nhiều dữ vậy hả? Dạ. Lãnh tiền có tuổi á. Mua chứ đâu có xe cộ đâu khai đi mua đâu. Nhắc. Có nghĩa là không có đi chợ được cho nên dạ, là nhà rồi. Mình không có xe luôn hả? Dạ không. Rồi đi có chợ thì sao? Đi xe đạp. Xe đạp hả? Dạ. Rồi đi chợ thì sao? Đi chợ thì lấy xe đạp rồi đi. Ừ. Dạ. Cho nên hả lần đi lần khó mua lần nhiều luôn. Dạ. Lãnh người cao tuổi là của ông hả? Dạ đúng rồi, là của ông mợ con. Ông còn ngồi được hen? Ngồi được mà đi được không? Được. Đi được đâu ông đi con coi được không? Cảm giác. Vậy là ông cũng hơi lãng hả con? Chứ hỏi ông mới đầu hỏi vô. Không được, chỉ có ngồi thôi. Ừ. Dạ. Hồi nãy hỏi ông ở đây với ai ông nói ở con mình à. Anh thấy chắc ông cũng hơi bị lớn tuổi á. Dạ. Rồi thôi, con đến thăm ông hen. Dạ. Rồi cũng có chia sẻ chút ít cái tình thương của chị hai đến gia đình mình. Dạ, rồi con làm cái nhịp cầu nối đăng cái video này lên trên cộng đồng YouTube, mà nếu như Mạnh Thường Quân nào có thấy được, có thương được cái gia đình mình thì có chia sẻ chi thì con lại mang đến thăm ông hen. Rồi giờ con xin chúc sức khỏe ông, con xin phép về. Dạ, tại con còn đi cầu lãnh nữa. Tại vì có hẹn giờ với anh em á sợ trễ. Dạ. Dạ, con chào ông nha. Chúc sức khỏe ông nha. Dạ. Rồi, chào hai con. Chiếc xe này Mạnh Thường Quân cho hen. Dạ. Cho mà có đi được không? Dạ bữa nào không nhất thì cũng đẩy ra đây. Để lên đẩy á hen. Dạ. Chứ cũng đâu tự lăn lăn được hả? Dạ không được. À. Tại vì hai cái tay yếu quá yếu. Ừ. Dạ đẩy ra đây người ta kêu đẩy ra đây đừng. Thì là cái nhà mình nhiêu đó cái rồi đó. Dạ. Ê.
cũng may là còn được cái nền nhà để ở. Rồi Phạm Duy gió ghém rộng hơn cái nhà chút xíu. Rồi chào hai con nha. Dạ dạ. Phải cố gắng chăm sóc cho ông với cha ha. Dạ dạ. Rồi Đức Tính cũng xin khép lại video này tại đây luôn. Xin thay mặt cho gia đình của Út chân thành cảm ơn chị Hai đã chia sẻ cho em một số tiền để em đi thăm các hoàn cảnh khó khăn, cũng như chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn trong lúc cuộc sống ngặt nghèo như thế này. Thì xin chúc cho chị Hai thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn. Thì Đức Tính cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cũng mong là gia đình của ông sẽ có duyên với Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn những Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng Đức Tính trong thời gian qua. Xin chúc sức khỏe đến tất cả quý vị, cũng như là cảm ơn quý vị đã xem video. Xin trân trọng kính chào toàn thể mọi người.